triển lãm cung đàn đất nước giới thiệu các nhạc cụ dân tộc đã khai mạc vào hôm qua tại trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện lần thứ hai chào đón tất cả những ai yêu mến âm nhạc dân tộc và mong muốn tìm hiểu những âm thanh và câu chuyện của các nhạc cụ này. Triển lãm đón tiếp hàng trăm sinh viên, giảng viên và nhiều em học sinh đến từ các trường phổ thông. Quy mô mùa 2 được đánh giá là lớn hơn với nhiều loại nhạc cụ dân tộc được sưu tầm và trưng bày. Và các nhạc cụ đã trở nên sống động hơn khi được cất tiếng qua phần biểu diễn của giảng viên và sinh viên trường. Mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và hiểu sâu hơn về các loại nhạc cụ dân tộc là mục đích của ban tổ chức. Cần biết rằng FPT là đại học đầu tiên tại Việt Nam đưa nhạc cụ dân tộc vào giảng dạy cho sinh viên. Bên cạnh không gian triển lãm còn có các hoạt động đồng hành khác, đặc biệt là buổi giao lưu bế mạc có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được mời biểu diễn.